chuẩn bị sẵn Zalo 4G, 5G như em, bởi vì bên em sẽ không bỏ chợ mà chơi game bằng wifi à. Ở trong trống em. Ở chợ vé với em. Mình không sử dụng wifi của đi bộ, bởi vì wifi của đi bộ sẽ không mọi chợ mình chơi game này à. Dạ, mình thông cảm giúp em à. Anh ăn mì không anh? Xin mì không anh? Thôi chứ có cái đồ gì đó. Mình đi xong rồi ông đã hay là sao mà sáng mình giữ cái ngày hôm để có thể đổ qua cho mình làm cái này với em ạ.